Tổng thống George Bush, cuộc thập tự trinh nhân quyền ngoại trừ tai tiếng. Sau ngày 11 tháng 9 năm 2001, chính sách đối ngoại Hoa Kỳ nhanh chóng biến thành một cuộc thập tự trinh tư tưởng để bảo vệ và mở rộng giá trị Mỹ và cũng để ảnh hưởng đến các nước khác. Tuyên bố liên bang trong cả hai năm 2002 và 2003, Tổng thống Bush đã đưa ra khái niệm nhân phẩm gần với giá trị Mỹ như là một thuật ngữ chính sách mới. Các nghĩa vụ nhân phẩm ông đưa ra trong bài phát biểu năm 2003 là cốt lõi của đặc điểm người Mỹ. Cờ Mỹ đại diện cho hơn cả sức mạnh và lợi ích của chúng ta. Những người lập quốc của chúng ta mở ra cho đất nước này giá trị nhân phẩm, quyền của mọi người và khả năng cho mỗi cuộc đời. Nhận thức này dẫn dắt chúng ta biết đi cứu giúp những ưu phiền, bảo vệ hòa bình và làm thất bại các mưu đồ của kẻ ác. Chính sách đối ngoại mới được chính quyền Bush công bố với đặc điểm chủ đạo là tôn trọng phẩm giá con người như một nguyên lý hàng đầu của chính sách đối ngoại Mỹ. Nhưng thiếu vắng trong chính sách này là sự công nhận đầy đủ các nguyên tắc bình đẳng, có giá trị và công bằng giá trị. Điều này được thấy rõ trong cuộc chiến chống khủng bố, được bắt đầu như là một phản ứng đối với các sự kiện của ngày 11 tháng 9, và nó đã nhanh chóng trở thành một tình trạng lâu dài trên toàn cầu. Chiến tranh chống khủng bố của Tổng thống Bush và chính sách của chính quyền ông về quyền con người được biết đến với hai giả định. Trước tiên, chính quyền chấp nhận khái niệm tự do có trật tự, có nghĩa là tự do và an ninh được bổ sung cho nhau. Thứ hai, chính quyền thừa nhận tính hợp pháp và đạo đức của học thuyết quyền ưu tiên trong can thiệp. Nó cho phép Hoa Kỳ sử dụng lực lượng quân sự để bảo vệ an ninh của người Mỹ bất cứ khi nào có nguy hiểm hiện thực tiềm tàng. Trong bài phát biểu tại West Point năm 2002, Tổng thống Bush đã giải thích cách tiếp cận này. Nếu chúng ta chờ đợi cho mối đe dọa trở thành hiện thực hoàn toàn, chúng ta sẽ phải đợi quá lâu. Chiến tranh chống khủng bố sẽ không thể chiến thắng với cách phòng thủ. Chúng ta phải đưa cuộc chiến tới kẻ thù, phá vỡ kế hoạch của chúng và đối đầu với những mối đe dọa tồi tệ nhất trước khi chúng xuất hiện. Hành động của Tổng thống Bush sau ngày 11 tháng 9 đi ngược lại nỗ lực mờ nhạt của ông trong việc triển khai lời tuyên bố hùng hồn về nhân quyền và quyền tự do cơ bản. Trong tuyên bố liên bang của Tổng thống George Bush năm 2002, ông cho rằng Mỹ sẽ lãnh đạo bằng cách bảo vệ tự do và tư pháp bởi vì chúng là sự thật, đúng đắn và không thay đổi đối với tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Mỹ sẽ luôn luôn đại diện vững chắc cho các nhu cầu không tranh cãi của phẩm giá con người, pháp quyền, hạn chế quyền lực của nhà nước, sự tôn trọng phụ nữ, sở hữu tư nhân, tự do ngôn luận, tư pháp bình đẳng và khoan dung tôn giáo. Như Malthus có lập luận, Tổng thống sử dụng chiến lược mồi và roi bằng cách sử dụng ngôn ngữ nhân quyền để biện minh cho cuộc phiêu lưu chính sách đối ngoại của mình mà không có cam kết thực tế nào đến nhân quyền. Đặc biệt là ở Iraq, khi vấn đề trở nên rõ ràng là không có vũ khí hủy diệt hàng loạt nào được tìm thấy, chính quyền đã phải liên tục nhấn mạnh lại nỗ lực nhân đạo của mình và cố gắng khuyến khích tự do và quyền con người bằng việc giải phóng những người Iraq không may mắn. Chính quyền Bush trực tiếp hoặc gián tiếp, cố ý hoặc vô ý, cho phép giữ bí mật các tù nhân, tra tấn hoặc hành hạ nhằm đạt được tin tức tình báo và tước đoạt thực phẩm và các điều kiện vệ sinh vi phạm giá trị Mỹ, các quyền tự do cơ bản, các quyền cơ bản, luật pháp quốc tế và những yêu cầu thiết yếu của con người. Trọng lượng của các bằng chứng được đưa ra là từ các bản chi tiết ghi tiết lộ từ Bộ Tư pháp ngày 1 tháng 8 năm 2002 chỉ ra rằng chính quyền Bush đã tra tấn độc ác, vô nhân đạo và ngăn cản chính sách trừng phạt của Hoa Kỳ trong cuộc chiến tranh chống khủng bố. Tuy nhiên, tại văn phòng Bộ Tư pháp của Hội Luật sư vào ngày 1 tháng 8 năm 2002, biên bản ghi nhớ kết luận rằng Hoa Kỳ có thể phát triển phòng thủ pháp lý cho việc sử dụng thẩm vấn khắc nghiệt những kẻ khủng bố bị nghi ngờ. Hơn nữa, phát hiện của Tổng thống Bush rằng việc bảo vệ tù nhân được viết trong Công ước Geneva không được áp dụng trong cuộc chiến tranh chống khủng bố nhằm đối xử ít nhân đạo hơn đối với tù nhân như so với trước đây và không áp dụng việc bảo vệ pháp lý của chính quyền Mỹ đối với việc binh sĩ nước ngoài bị bắt giữ trong thời gian xung đột. Bằng chứng khác cho thấy,
việc tra tấn đã trở thành chính sách nhà nước là một thực tế. Đó là việc Thiếu tướng George Smile được gửi từ Guantanamo tới Iraq để tăng cường thu thập thông tin tình báo từ các tù nhân. Tra tấn đã trở thành một phương pháp được chấp nhận để bảo vệ Hoa Kỳ khỏi bị thiệt hại hơn nữa từ những kẻ khủng bố cuồng tín. Không chỉ tuyên bố rằng Công ước Geneva là lỗi thời trong cuộc chiến tranh chống khủng bố, mà còn cho rằng Tổng thống là Tổng tư lệnh không bị ràng buộc bởi các quy tắc của chiến tranh hoặc thậm chí bởi pháp luật Hoa Kỳ, và bằng cách đánh đồng các tù nhân, các chiến binh của đối phương là bất hợp pháp. Chính quyền Bush đã tạo ra một môi trường cho các binh sĩ và những người tra hỏi tin rằng họ ở bên ngoài pháp luật hoặc vượt ra ngoài các phép tắc của con người. Những hình ảnh kinh hoàng của hành vi sai trái và tàn bạo gây ra đối với các tù nhân ở Abu Ghraib tại Iraq đã cho thấy điều này. Điều đó đã được báo cáo rằng các vi phạm diễn ra, những con ruồi đã lộ trong một môi trường hỗn loạn và nguy hiểm, thậm chí được thực hiện nhiều hơn như vậy bởi áp lực liên tục từ Washington để nắm bắt tin tức tình báo từ các tù nhân. Việc sử dụng nhà tù ở nước ngoài, việc đặt lại tên mới cho các tù nhân, việc giam giữ các tù nhân tại các địa điểm không được tiết lộ và từ chối chấp nhận Hội chữ thập đỏ tới nhà tù đã cho phép Hoa Kỳ che giấu hoạt động bất hợp pháp và vô đạo đức đối với các tù nhân trong cuộc chiến tranh chống khủng bố. Chính phủ Hoa Kỳ tin rằng các xem xét tư pháp của các hoạt động đầu hàng rồi tái phạm, sự hồi hương mạnh mẽ của những kẻ khủng bố sẽ gây nguy hiểm cho tin tức tình báo, chính sách đối ngoại và lợi ích an ninh quốc gia Hoa Kỳ. Tuy nhiên, bằng cách tập trung quyền lực chính quyền trong nhánh hành pháp, chính quyền Bush có thể điều hành một cách tự do mà không có sự giám sát tư pháp, sự can thiệp của Quốc hội hoặc sự giám sát của công chúng. Tự do ngôn luận, sự bất mãn, sự kháng nghị hòa bình được cho là không ái quốc và nguy hiểm. Người Mỹ không giúp ích được gì cho chính tự do dân sự của mình, như một nhóm học giả và các nhà nghiên cứu đã cẩn thận chỉ ra trong tài liệu, có thể thoát được khỏi bị bắt giữ và bị bỏ tù. Ganh đua với chủ nghĩa đơn phương cực đoan và sự ngoại trừ đã cho thấy phần nhiều đặc tính của chính quyền Bush, ít nhất là trong nhiệm kỳ thứ hai, với sự lo lắng sâu sắc của Tổng thống Bush trong di sản của ông. Trong một chuyển động dường như 180 độ, vào tháng 3 năm 2009, Tổng thống Bush phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tránh chủ nghĩa đơn phương và kêu gọi thay vào đó mọi thành viên của Liên Hợp Quốc tham gia vào sứ mệnh giải phóng. Phát biểu này phù hợp với mối quan hệ mong manh của chính quyền Bush với các thể chế và công cụ nhân quyền. Tuy nhiên, Tổng thống Bush vẫn còn dùng thuật ngữ này một cách miễn cưỡng thay vì thích tự do.